sẽ làm ngũ cốc. Ngon tuyệt. Để mình giúp cậu nha. Ha. Thêm một ít đường. Ngon quá. Chào. Con nấu ngũ cốc cho ba đây nè. Mở miệng ra nào. Đủ rồi mà. Đủ rồi. Tốt lắm. Ôi không. Dẹp ngay đi. Dạ, được rồi. Đói bụng à. Ăn ngũ cốc đi nào. Ngũ cốc nữa hả? Không, không. Con nấu nên con phải ăn đi. Được rồi.